Nắng Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại Nắng Cao Nguyên đang có mặt tại thôn Cán Lục, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Lời đầu tiên cho Nắng Cao Nguyên xin gửi lời cảm ơn đến cô Na Si Lê ở Mỹ. Cô có gửi cho Nắng Cao Nguyên là 1.200 đô, thì trong đó ấy, là 50 đô là cô hỗ trợ cho bà con thôn Cán Lục là để mua cái kính bảo hộ để đập đá. Thì như ở cái tập trước Nắng Cao Nguyên đi hướng dẫn bà con trồng cột thì mình đã phát một phần cho bà con rồi. Thì hôm sau thì Nắng Cao Nguyên sẽ vào tiếp tục là phát cho bà con tiếp. Thì còn 50 đô thì cô hỗ trợ cho kênh YouTube Nắng Cao Nguyên để làm kinh phí. Và 50 đô là cô có gửi cho Nắng Cao Nguyên để hàng ngày Nắng Cao Nguyên là có đi mua bánh kẹo cho các cháu. Còn 50 đô ấy thì cô hỗ trợ cho em Vừ, là em bị thò mí vừa là em bị mù một bên mắt, là ngày xưa là cũng do đi đập đá làm đá bắn vào mắt là bị mù. Thì hôm nay là mình có mua trích ra 500.000 trước là mình để mua mắm muối mì chính này, mì tôm này, các vật dụng trong gia đình để tặng cho em Vừ. Và còn 1.000 đô là cô hỗ trợ cho em Vừ, em thò mí vừa đã để làm nhà, là tách ra. Thì gia đình em thò mí vừa hiện tại thì có 10 người đang chung sống trong một ngôi nhà. Em Vừa thì cũng lấy vợ rồi nên là cũng chưa có nhà, nên là cô hỗ trợ cho em. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lên trên nhà em Vừa mọi người nhé. Nhà em Vừa thì là ở trên chỗ đằng tổ 4 thôn Cán Lục, là cùng với 9 hộ làm nền nhà ở trên đỉnh trên kia. Okay, chúng ta sẽ đi. Bà con thôn Cán Lục bây giờ đang rất là tích cực để trồng cột điện. Các tổ phân chia nhau ra hết, mỗi tổ là 5 người để đi trồng cột điện. Chắc là mình nghĩ là khoảng 2 ngày nữa là xong, bắt đầu là trồng xong cột điện, thì đợi khoảng tầm 3-4 ngày cho vữa là khô hết thì bắt đầu là mới kéo dây để cho cái cột điện nó chắc nhất có thể. Chào chú nhé. Vâng. Chỗ này bà con cắm hết cột vào chỗ lỗ nhưng mà chưa trồng, cái tổ ở dưới là bắt đầu là mới trồng thôi. Dưới này là trồng được thêm một cột nữa rồi. Ôi. Xem chỗ tổ mình là trồng như nào rồi. Hả? Xe rùa đâu? Nát hết rồi, làm sao bị nát? Bị ngã đâu. Hôm qua bị ngã à? Không phải ngã đâu. Nhưng mà bị làm sao? Bị điếc gì. Nó mới bị tính. Xe hỏng bây giờ. Thế là bị người khác đập xe à? Bị ai đập? Không biết ai. Thế để ở qua đêm đây là bị đập à? Tối qua 9 giờ. Hả? Tối qua 9 giờ. Tối qua 9 giờ là bị đập xe á? Đâu, xe nào? Xe của anh à? Đâu ra em xe nào? Hay thật đấy, nhưng mà ở đây là có đã có nghi ngờ ai không? Ai không biết ai mà cái đứng xe à? Đâu? Đây xe này đây à? Ô hay, sao lại để xe ở đây lại bị đập? Ôi giời ơi, sao lại bị đập nát cái xe này? Cái là cái xe hỏng bây giờ. Sao anh lại để xe ở đây? Để xe đây là cái số này. Thế anh có biết là thế mình không, có gây thù hằn với ai không? Bữa củ gió nó không ăn biết rồi, khác này không biết nữa. Ôi giời. Cái xe là bị đập hết rồi.
đứng xây lượn. Thế anh cũng để đây luôn à? Để đeo không sao à, mấy cây xó này là để đâu. Mà để đây thì đó là cái 30 ngày một tháng thì không có ai nhìn là luôn. Cái này cái này. Thế hôm hai là hôm qua ai say rượu người ta đi người ta đâm vào. Hôm qua cái đi phim ma có là chạy đấy. Này ôi trời vỡ hết rồi. Thế anh làm đứng luôn hết bây giờ này. Không cái giờ bỏ mà. Công an có gì phì nữa. Thôi cái này là chắc chắn là như này là có không không phải là bị đâm vào đâu. Cái này chắc chắn là có người. Cái này là có người đập đấy. Đây này. Cái này biển số cái là luôn hả? Biển số anh làm chưa? Mới bị mất à? Ờ, số cái là đưa với vẫn cho đây này mà. Cái mà cho nhà. Lấy cho nhà biển số. Biển số lấy về nhà rồi á? À. Ôi cái này để tí nữa em lên bảo trưởng xóm xem nào. Trưởng xóm không biết bảo công an cái gì đó nào. Ừ, gọi bên công an viên xuống. Công an để họ xem họ kiểm tra. Không biết ai là chạy được ngoài ai. Coi xóm này. Đấy có một cái xe thì bị đập nát hết. Cái này là bị đập chứ không phải bị đâm hay là bị ngã đâu. Cái mạ bây giờ là mạ xuống mạ. Đúng. Thôi có gì anh chờ em tí em lên trên này tí xong tí em xuống nhé để em xem nhé. Đây công an viên đây tính đây xem điều tra xem kiểu gì này. Hôm qua 9 giờ để đấy. 9 giờ thì hôm qua là đập thì hôm qua 9 giờ có ai phát hiện ra là nghe thấy tiếng đập không? Nghe tiếng đầu nhưng mà không biết là đầu cái xe đầu để gì. Để có 9 giờ là cậu tăng à nghe thấy tiếng đập. Nghe tiếng nhà anh đầu, nghe thấy tiếng đầu. Nghe mà không biết là ai đầu. À. Thế hôm qua hỏi xem ở xóm mình có hôm qua có ai uống rượu không? Hôm qua uống rượu nhiều rất nhiều. Trả lời trong này rất nhiều. Chả gì luôn. Rồi. Thì ra cái kiểu này khó nhỉ? Đáng nghe mình phát hiện ra nghe thấy tiếng là mình phải chạy ra luôn. Thôi bị nát hết rồi. Thôi cái này từ từ khi em xong việc xong bắt đầu em quay lại nhé. Em quay lại em xem cho nhé. Đây ok ạ. Thì em vừa với chở xi măng về kia. Thôi Vừa ơi, sao lại lên nhà em một tí nhỉ? Ừ. Đấy, bà con mình sao là xây là phải trồng cao lên 10 phân nhá. Xây cao lên một tí nữa nhá. Đấy, xây cao so với mặt này, lên tầm này nhá. Đi em. Đấy, Vừa hôm nay trở về làm nền nhà đấy phải không? Quá lạ, không biết ai đập. Ây da. Về số vẫn nổ máy mà, cái này vẫn nổ máy được, chẳng qua bị đập nát hết đầu kia thôi. Thế xóm mình không biết hôm qua, không biết tầm 9 giờ là không biết là ai đi ra khỏi nhà. Ra đây à? Ôi, kiểu này khó đấy, thế mấy nữa lắp điện lên là mới nhìn thấy rõ kìa. Vâng. Ừ. Thôi anh lên trên này một tí đã. Đây là gửi hết xi măng ở đây à em? Ờ. Đấy, anh bê hộ một tay ra. Nè. Đấy, tay bình ấy. Ôi, có làm sao đâu mà. Đây, Vừa nhé. Thì ra đây anh nhờ tí. Đấy, em buộc cái đấy vào. Thì hôm nay anh đến thăm em, thăm gia đình. Tí nữa lên trên nhà nhé. Thì anh thông báo cho em là một tin vui. Đấy. Đây đi lên trên nhà đã nhá. Vâng. Thì cứ để xe đây xong mình đi lên nhà. Để xe đâu? Ừ. Đây thì em hộ anh cầm cái này. Đây cầm cái bao gạo này. Bê bao gạo đi. Chở xi măng nhá bật hết rồi. Đó, từ đây lên nhà em thử. Ôi.
leo lên đoạn dốc kia là được nói nhé, vừa nhỉ. Đây là hộ gia đình nào chở xi măng để đây đấy? Hết đó là ở tổ. Tổ nhưng mà phải che hết vào nhé. Ơi, chào mấy mẹ con nhá. Đây. Mỗi lần leo lên cái dốc này lại được luyện tập thể lực. Yeah. Từ một ngày đi khoảng mấy lượt như này. Một ngày bình thường, ví dụ như hàng ngày em đi mấy lần đi lên leo lên dốc như này? 10 lần à? Đấy, mỗi lần lên nhà vừa vất vả quá, mấy hôm nữa xong cột điện là bắt đầu bà con mình quay ra làm đường nhé. Làm đường lên trên này này, làm cái mặt đường trước. Đấy, thế là sắp lên đến nhà rồi ấy nhờ. Nhà em vừa năm nay là 16 tuổi này. À, lấy vợ năm 16 tuổi đúng không? Thế là vợ là lấy vợ năm 15 tuổi. Vợ 15 tuổi đúng không? Ừ. Nhưng mà anh đang bảo là ngày trước đợt lấy ấy. Từ 15 tuổi đúng không? Thì mọi người, nhà em vừa này thì là ba anh em. Lấy ba chị ruột. Anh già. Hơi bị ác đấy nhờ. Thế vợ hôm nay ở nhà không? Vợ đi làm nương ạ, trên này. Đi làm nương à? Đấy, đây trên này, mệt quá. Đây mọi người, nhà em vừa ở đây. Đấy. Mở cửa nào. Ô, mấy cháu bé đang chơi à? Vâng, em chào chị nhé. Đây mẹ em phải không? Mẹ em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 40. À, 40 à? Ủa, chó. Vừa nhé, thì có gì là mẹ em có biết tiếng phổ thông không? Không. Ừ, thì đây là quà của cô Nancy Lê ở bên Mỹ. Là cô có gửi cho nhà em là 50 đô, tính ra tiền Việt là 1.150.000. Thì anh đã trích ra là 500.000 để mua một phần quà bao gồm gạo này, mì tôm này, các vật dụng trong gia đình đây nhá. Thì có cả bột giặt này, mắm muối mì chính đây, lấy bánh cho cháu ăn này. Đang khóc. Đấy, đang khóc trẻ con này, được túi quà là thích ngay mà. Đây có cả sữa em nhé. Đây. Đây bánh. Thôi. Nào, nó mất ha. Đây lấy sữa cho các cháu uống này. Nào, con mí luôn. Đấy. Thì anh trích ra là 500.000 trước, thì còn số tiền còn lại
Thì anh sẽ cầm giúp em khi nào mà bắt đầu là anh lại mua tiếp là cái lương thực thực phẩm cho em nhé. Thì cô cũng hỗ trợ cho cả gia đình nhỏ của em ấy, là em và vợ em là chuẩn bị ra ở riêng đúng không? Thì cô hỗ trợ cho em là 1.000 đô tính ra là 23 triệu đồng để làm nhà. Thì em đã tìm được nền nhà chưa? Em đã tìm được, chưa làm đâu ạ. Chưa làm nữa gì? Thì có gì bảo với bố mẹ nhé. Như mọi người cũng biết là nhà em vừa thì ở là tổng là có 10 người. Đấy, ba anh em nhà em vừa thì lấy ba chị em ruột là ở bên bên Lũng Pù nhỉ. Đấy. Thì có gì là em cứ bảo bàn bạc với gia đình nhé. Thì hiện tại gia đình em vừa thì cũng được là hỗ trợ là bố mẹ cũng được hỗ trợ làm nền nhà này. Thì mình bây giờ tí nữa là ra xong là em dẫn anh ra chỗ phần đất để xem chỗ làm nhà nhé. Đấy thì cái này em cất đi. Đây gạo này, mì tôm nhưng mà mắm muối mì chính đây. Đấy, cứ để đây. Nên hết cả chân cho trời nhé. Đâu thì con em là ai? Là cháu nào? Đây à? Con của em đây. Đây, úi du. Nhìn thích nhè. Thanh niên này này. Mẹ. Đâu lấy cái bánh bóc cho cháu ăn này. Chưa biết ăn. Chưa biết ăn này. Thế là vợ đi làm nương chưa về à? Vâng. Đây là gia cảnh em vừa. Thế là chỗ buồng vừa là ở đây đúng không? Vâng. Buồng vừa ở đây này. Thế nhà anh trai là buồng anh trai ở đây à? Đây là bố à? Bố không, mẹ. Không có anh trai, anh riêng là riêng là nhà khác. À. Có em. Đấy, có em trai này. Ừ. Thế tổng là có 10 người đây, ở đây, nhà. Đây ra nhà em vừa thì cũng có trâu bò nhưng mà đây là của anh trai với lại của bố à. Thế mấy đứa nữa làm nhà đi xin bố một con bò được không? Bố không cho đâu. Sao không cho con mình mà? Bây giờ đang có hai em trai nữa, đang có hai em trai nữa. Lấy vợ nữa thì bố không có tiền bố vào thế. Bây giờ bố đang đi. Thế đây còn hai con bò đúng không? Còn hai con bò là còn hai em trai. Thế năm nay là nhà em lại chỉ một con để ăn Tết. Thì là chỉ còn một con thôi. Thế nhưng mà đồng bào mình ăn Tết thì anh thấy các hộ khác có thịt đâu, hay là mình thôi mình không thịt nữa, mình mua thịt bò về xong là mình để bò để chăn nuôi đã. Ở cho ở thôn mình thì không có ai đâu. Thôn mình thì mua thịt lợn thôi, nhưng mà cái này là việc của mình ấy. Như đồng bào Mông là cứ mỗi khi Tết đến là cách bao nhiêu năm là phải thịt một con bò đúng không? Cái 15 năm chả hạn. 15 năm một con bò. Đấy. Là 15 năm là nhà em đến hạn là phải thịt. Đến hạn của mình thôi. Đến lửa của mình thì mình cũng lá. Đấy. Đấy, nhà em vừa thì rất là khó khăn mọi người ạ. Em vừa thì lại bị mù một bên mắt là do là ngày trước là đập đá. Đá bắn vào mắt là năm bao nhiêu? Năm bao nhiêu em bao nhiêu tuổi? Năm 2016 hay 15. À 16 15 là. Là em bị cách đây 5 năm rồi. Năm 20, 21 nữa rồi. Được 40 năm. Thế lúc đấy bị bắn vào mắt rồi sao không đi chữa? Em đi chữa thì lúc em đi chữa bác sĩ bảo là khoảng tầm 30 triệu trả hà. Thì đi bảo đi Hà Giang mổ, nhưng mà em đi Hà Giang nó không mổ nữa, không mổ được nữa. Thế không nhìn thấy hẳn luôn, không bên thấy. Này không nhìn thấy gì nữa không, gì. Không. Đấy, bây giờ còn một bên mắt là phải cẩn thận nhé, kính kiếc là anh phát rồi. Vâng. Đấy, kính là cũng của cô Nancy Lê, là cô hỗ trợ cho bà con mình để đập đá nhé. Đây ra cảnh nhà em thì nó qua, ui ui, cho bé khóc rồi. Bà, đây bà. Đi bộ đi. Đấy, có bố phát là tê cười ngay, nhề, nhề. Đấy, nhà cả nhà em vừa thì ngô thì vẫn đủ ăn chứ? Nó còn một nửa. À, còn một nửa. Đủ ăn đến Tết không em? Chưa, không. Tết thì đủ. Ừ. Nhưng mà sang năm thì không đủ đâu. Đấy thì bây giờ còn có gạo với mì tôm mình ăn nấu ăn nhá. Vâng. Đây là bên này là buồng của ai? Đấy, chị của em và cái chị của em trai. À chị em với em trai à? Vâng. Ở trên cái tròm thôn này rất là nghèo, hộ nào cũng nghèo mọi người ạ. Đi đúng là hơn 100 năm là thế giới có điện rồi, bây giờ thì thôn Cán Lủng Bế bắt đầu là được hỗ trợ kéo điện. Thế anh với vừa đi sang bên chỗ đất bảo chuẩn bị làm nhà tí đi nhỉ. Đấy, nhà bà con toàn dùng dao thái cỏ bò này, ghê lắm mọi người, bao nhiêu người cổ tay. Đất ở đây mình không hiểu sao thổ nhưỡng rất là tốt, nhưng bà con lại chưa biết canh tác trồng rau ấy. Rau chỉ quãi ra thì không làm nên luống. Thế mà nó vẫn to như này rồi mọi người. Đây này. To cực luôn.
À, không có tưới nước, không có bón phân gì, tự để mọc đúng không? Vâng. Tự trồng nó tự lên đúng không? Ừ. Đây các cái hộ làm nền nhà đập đá xong rồi còn chưa sát được mọi người ạ. Thì bây giờ bà con đang tập trung vào kéo đường điện trước. Thì bắt đầu ở sau kéo trồng cột thì đợi khoảng 2-3 ngày để cho cột khô thì bắt đầu lại làm cái nền đường. Làm cái nền đường xong để vận chuyển xi măng lên cho dễ. Xong là bắt đầu là mới mang cái máy sát đá lên để sát đá. À thế nhà em ở bên cạnh nhà anh Di à? Ừ, anh Di đang là trồng cột điện ở trên kia rồi. Nếu anh xem nào. À, đây à, làm ở chỗ nào? À, chỗ này. Chỗ này á? Không có chỗ đấy. Này ra, chỗ này nhá, em phải làm lùi lên đất ở trên có phải của mình không? Có phải hết. Ờ, thế mình làm lùi lên trên một tí. Thì ở dưới này, có chỗ này cũng mới có cái chuồng rồi, mình làm lùi lên. Thì em làm nhà thì bỏ cái chuồng này ra. Đây là cái thả cái đá cao cao này. Ừ. Đây. Làm chỗ nền đất này cũng làm huy động là cũng như thế thì em phải bảo bà con là cùng nhau góp công góp sức để mình làm cái nền nhà trước đã. Xong bắt đầu là để về anh tính toán lại xem như nào. Xong bắt đầu là xây bằng gì. Đấy, bằng gạch hay bằng gỗ. Tốt nhất thì đô luôn. Nhưng mà chỗ này vẫn khó làm đấy. Thế này nhá anh bảo nhá, đợi mình kéo đường điện xong này. Kéo đường điện xong là làm cái nền đường xong này thì bắt đầu là tiến hành làm nền nhà của em nhé. Thế thì bây giờ chưa làm đấy à? Bây giờ mình phải làm xong thì bắt đầu là với vận chuyển được đồ điếc xi măng các thứ lên đây để làm chứ. Đúng không? Bảo làm bây giờ thì khoa cái đá này xong. Thế khoa này em mượn máy của anh Công, xong là bên bên chỗ cô Nasile ấy, cô sẽ hỗ trợ cái tiền nhiên liệu để khoan nhé. Anh sẽ mượn em Công cho em. Anh, thế thì anh một tí anh bảo anh Công nhé. Ừ. Thế em bảo anh Công thì em cũng bảo là lấy tiền nhưng mà em không có tiền á. Thế để anh các bạn Công cho nhé. Cháu cảm ơn cô Nasile, cảm ơn cháu rất là thôi mình rất là nghe. Nhưng mà cô này với giúp đất em đưa một phần cửa nữa, phần quà của mình á. Thế là xin chào cô nhé. Thôi, không có gì đâu. Có gì phải cố gắng chăm chỉ làm ăn nhé. Để mình phát triển kinh tế lên. Chuẩn bị là có điện, có đường là xong hết rồi. Đấy, thì là bà con mình là sẽ vận chuyển các thứ để lên xây dựng nhà dễ hơn. Không phải tốn công là điệu từng viên gạch cho từng bao xi lên nữa. Đấy. À, một lần nữa cho cháu xin gửi lời cảm ơn đến cô Nancy Lê. Cô ở Mỹ thì cô cũng hỗ trợ cho Nắng Cao Nguyên làm kinh phí cũng như là hỗ trợ cho em Thò Mí Vừ để xây dựng một căn nhà. Thì gia đình nhà em ấy thì cũng rất là nghèo, xong là nhà lại đông người nữa mà hai vợ chồng lại không có tiền để mà ra làm nhà. Thì một lần nữa cháu cảm ơn cô cũng như là cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn đồng hành và theo dõi kênh YouTube Nắng Cao Nguyên. Video của Nắng Cao Nguyên đến đây là kết thúc rồi. Mọi người thấy video hay hãy like và chia sẻ và hãy đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.